khi nào nên rút chân ngang bàn thờ để không mắc lỗi với tổ tiên. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị và các bạn an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi trang trọng nhất trong một căn nhà và bát hương lại được coi là nguồn sinh khí mạnh mẽ nhất giúp duy trì năng lượng trên bàn thờ. Đây cũng là nơi mà tổ tiên thần linh thường ngự giá để ban phát sự bình an cùng phúc lộc cho con cháu. Thông qua nén nhang thơm, gia chủ có thể bày tỏ tấm lòng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất. Theo thói quen, người Việt thường thực hiện việc rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ vào cuối năm. Tuy nhiên, việc để bát hương đầy ắp khiến vụn hương vương vãi trên bàn thờ trông rất mất thẩm mỹ và làm thiếu đi sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng này, thậm chí còn đem lại nhiều vận hạn cho gia đình. Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc rằng khi nào thì nên rút tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ, có nhất thiết phải vào dịp cuối năm hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích xem là có nên thực hiện việc rút tỉa chân hương hay không. Theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian, bát hương là nơi để cắm hương thờ cúng Phật và các vị thần linh, ông bà tổ tiên. Còn việc thắp hương về bản chất là để giao tiếp với thế giới tâm linh, Phật, thần và linh hồn người đã khuất. Vì vậy, mỗi khi mà xin điều gì hay tưởng nhớ người đã mất, người ta thắp hương để mà thỉnh Phật, thần hay linh hồn người đã mất để chứng giám lòng thành và bày tỏ những điều cầu xin. Trong khi đó, bàn thờ cần luôn phải gọn gàng, sạch sẽ để giữ gìn sự thanh tịnh, chứng tỏ lòng thành kính. Vì vậy, việc dọn dẹp bàn thờ và tỉa bát hương là điều cần thiết. Còn theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí mà khí sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống của chủ nhà. Do đó, nếu để bát hương quá đầy sẽ cản trở khí lưu truyền, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Như vậy, việc tỉa chân hương giúp cho bàn thờ phong quan là điều cần thiết. Không ít người có quan niệm rằng bát hương ngày đầy chân hương, thậm chí càng tùm thì càng linh thiêng, càng nhiều tài lộc. Họ không có thói quen rút tỉa chân hương định kỳ mà để chúng tùm, chân hương sau cắm lên chân hương trước thành tầng tầng lớp lớp, năm này qua năm khác. Thực tế, bát hương để quá đầy nhiều chân hương sẽ làm cho bàn thờ bị rác trườm trà, gây cảm giác bừa bộn. Mặt khác, quá nhiều chân hương lớp mới chồng lên lớp cũ sẽ khiến việc cắm hương khó khăn. Đó là chưa kể khi mà thắp hương, tàn hương rơi xuống có thể làm cháy bát hương, không những gây tâm lý bất an cho gia chủ vì lo sợ báo hiệu điểm xấu mà còn rất dễ gây hỏa hoạn. Có người còn quan niệm việc bát hương đầy khiến khi thắp hương, chân hương mới không được cắm xuống mặt tro của bát hương sẽ làm mất đi sự linh ứng trong việc thắp hương. Như vậy, dù với bất cứ quan niệm và phong tục nào thì việc dọn dẹp, sửa sang bát hương và tỉa chân hương cũng là điều nên làm. Thứ hai, rút tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ vào ngày nào là hợp lý nhất? Theo quan niệm của Phật giáo thì suy cho cùng, bản thân bát hương và việc thắp hương không phải là vật thẩm mỹ hay linh thiêng mà chỉ là vật trung gian để tiếp dẫn thế giới tâm linh với trật thế. Vì thế có thể tỉa chân hương bất cứ lúc nào, bản thân nhà chùa cũng thường xuyên tỉa chân hương. Ở những chùa có nhiều người đến lễ bái, nhà chùa còn tiến hành tỉa chân hương hàng ngày. Thậm chí ở những nơi thờ tự có đông người đến lễ vào dịp đầu năm, cuối năm hay lễ hội, người ta còn rút chân hương liên tục để tránh đầy bát hương. Có nơi người đến lễ vừa cắm hương xong, nhà chùa, nhà đền đã rút ngay khả khi hương còn đang cháy để vừa tránh đầy bát hương, vừa tránh khói hương xông đầy nội tử gây ngột ngạt. Như vậy, theo quan niệm Phật giáo và phong tục dân gian thì có thể rút tỉa chân hương bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với các gia đình chỉ thắp hương vào ngày rằm mồng 1 và những dịp cúng tổ, bát hương lâu đầy thì thường tỉa chân nhang mỗi năm một lần vào dịp lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch.
Mặc dù như chúng tôi đã trình bày ở trên, tỉa chân hương có thể tiến hành vào bất cứ lúc nào khi bát hương đầy, nhưng theo quan niệm có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, khi tỉa chân hương ở gia đình vào ngày thường cũng nên chọn ngày tốt. Ngày tốt này có thể nhờ thầy xem hoặc chỉ cần chọn ngày hoàng đạo là được. Thứ ba, cách thực hiện thủ tục rút tỉa chân hương, dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn cho mọi gia đình. Về cơ bản, thủ tục tỉa chân hương và dọn dẹp sửa sang bàn thờ được tiến hành như sau. Trước tiên, gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tề, chỉnh sắm, lễ hoa quả bày lên bàn thờ rồi thắp hương, khấn vái xin phép các vị thần linh và gia tiên được sửa sang bàn thờ. Hết tuần hương thì tiến hành lau dọn bàn thờ và tỉa chân hương. Nếu tỉa chân hương kết hợp thay tro bát hương thì nhẹ nhàng rút tỉa hết chân hương rồi đổ tro ra khăn hoặc giấy sạch, giữ lại 1/3 tro cũ. Dùng khăn sạch lau bát hương rồi đổ tro mới vào đầy 2/3 bát hương là được. Nếu tỉa chân hương nhưng vẫn giữ lại tro cũ thì sau khi rút hết chân hương, lấy chiếc thìa sạch nhẹ nhàng hớt bớt lớp tàn hương phía trên, chỉ giữ lại lớp tro khoảng 2/3 trong bát hương là được. Lưu ý, nên rút từng chân hương một và tro đổ vào bát hương phải là tro đốt từ rơm sạch hoặc cũng có thể dùng cát sạch để đổ bát hương. Cũng có người cẩn thận thì dùng nước thơm hoặc là rượu gừng để lau bát hương cho thanh tịnh. Sau khi mà đổ tro đầy khoảng 2/3 bát hương, tránh đổ tro quá đầy, tàn hương rơi xuống nhanh đầy bát hương sẽ tràn ra bàn thờ, gây rác. Chọn 3 chân hương cũ, cũng có thể là 5, 7 hoặc là 9 hương cũ cắm lại vào bát hương. Chú ý cắm trộn vào giữa bát hương, không cắm bên cạnh hay cắm rải rác mỗi nơi một chân hương. Sau khi quét dọn bàn thờ và tỉa chân hương xong, đặt bát hương vào chỗ cũ, rồi thắp hương làm lễ an vị là kết thúc. Thứ tư, gia chủ nên rút chân hương ở bàn thờ nào là tốt nhất? Thông thường các gia chủ có hai bàn thờ trong nhà là bàn thờ thổ công và bàn thờ gia tiên. Một số gia đình làm ăn, buôn bán hoặc ở các cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở, các cơ sở kinh doanh còn hay là có bàn thờ thần tài. Như đã nói ở trên, việc tỉa chân hương ngoài những quan niệm theo phong tục thì còn có ý nghĩa thiết thực là tránh để bát hương quá đầy, gây rác bàn thờ và dễ xảy ra hỏa hoạn. Do đó mà các bàn thờ đều có thể tỉa chân hương khi thấy cần thiết. Bàn thờ càng gọn gàng, ngăn nắp bao nhiêu thì càng đem lại nhiều điều tốt lành bấy nhiêu. Quý vị thân mến, khi mà thực hiện việc rút tỉa chân nhang và lau dọn bao sái bàn thờ, mặc dù là các gia chủ luôn cố gắng để chỉnh chu nhất có thể, nhưng mà có đôi khi vẫn không tránh khỏi sai sót. Một phần vì chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa linh thiêng của phong tục truyền thống này. Dưới đây là những điều đại kỵ cần tuyệt đối tránh khi mà bao sái bàn thờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi và lưu ý. Thứ nhất, sử dụng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Bạn hãy nhớ rằng là bàn thờ là nơi tôn nghiêm và linh thiêng. Vì thế khi mà lau dọn bàn thờ tuyệt đối không dùng dụng cụ bẩn. Trước khi lau dọn nên chuẩn bị các đồ mới như là chổi quét, khăn lau, nước dùng để mà lau cũng cần phải sạch. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng. Thứ hai, không tùy tiện di chuyển bát hương. Không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà, đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương thì gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Thứ ba, cấm kỵ đặt bát hương chông chênh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thổ công, thổ thần, táo quân. 2 bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt ở vị trí chắc chắn, không được để chỗ chông chênh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng là đặt bát hương chông chênh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định.
thứ tư là tránh làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt từ xưa vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật vì đó là điềm báo, điều xui xẻo sắp đến. Với đồ thờ cúng cũng đại kỵ làm đổ vỡ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu với người đã khuất và các vị thần linh. Vì thế, nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng về điều gì đó hoặc điềm xấu sẽ tới. Vì thế, khi mà lau dọn bàn thờ, cần thật cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ. Quý vị thân mến, việc rút tỉa chân hương và dọn dẹp bàn thờ mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa thờ cúng tổ tiên, bởi điều này không chỉ giúp bát hương thoáng đãng, dễ dàng cắm hương mà còn bày tỏ lòng thành của chủ nhà đối với thần linh, đồng thời cũng là sự chuẩn bị thật tốt cho việc thờ cúng vào những ngày quan trọng của năm. Hy vọng là sau khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay, quý vị đã nắm bắt được thời điểm thích hợp để bao sái bàn thờ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận dưới video này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.